Thủy Tiên chiều mẹ ruột hết nấc, kể lại kỷ niệm 5 giờ sáng khó quên với lôi con. Mạng xã hội Việt thời gian qua thực sự dậy sóng trước cuộc hội ngộ. Sau 2 năm của Hoa hậu Thủy Tiên và team châu Phi của Quang Linh Vlog, đặc biệt là idol nhí người Angola, lôi con, dành tình cảm đặc biệt đến Thủy Tiên, lôi con chỉ quyết định bám theo nàng hậu, khoảnh khắc quấn quýt theo Thủy Tiên được dân tình chia sẻ rầm rộ khắp mọi nền tảng thậm chí để chiều ý lôi con, Thủy Tiên còn đồng ý cho cậu bé về nhà ngủ cùng. Sống chung cùng bố ruột, Thủy Tiên còn nhân cơ hội cho bố gặp gỡ nhóc tỳ. Thủy Tiên nhận xét lôi con là cậu bé lanh lợi, hiểu chuyện và rất ngoan. Dù không sống cùng mẹ ruột từ bé, nhưng Thủy Tiên đều nhớ đến mẹ và dành thời gian gặp gỡ. Trong chuyến lôi con về Việt Nam, Thủy Tiên cũng không quên đưa cậu bé đến gặp bà. Đăng lên kênh tiktok cá nhân, bà Phạm Thị Gấm, mẹ Thủy Tiên gây bão cư dân mạng khi công khai loạt khoảnh khắc tình cảm của hai bà cháu. Lôi con lần đầu gặp mẹ Thủy Tiên nhưng vẫn rất thân thiện, lễ phép ôm hôn bà thắm thiết. Chia sẻ thêm dưới phần bình luận, mẹ Thùy Tiên hài hước cho biết, để có cơ hội gặp gỡ idol nhí, bà phải dậy từ rất sớm. Mẹ Thùy Tiên hài hước kể lại kỷ niệm, bà phải dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị chu đáo mới có thể gặp được lôi con. Có thể thấy lôi con có sức hút quá mạnh, ai cũng mong được một lần diện kiến. Bên cạnh đó các fan cũng đánh giá cao suy nghĩ của Thùy Tiên khi chiều mẹ ruột hết nấc, dù thời gian bận rộn nhưng vẫn quan tâm đến cả bố và mẹ chu đáo. Mẹ ruột Thủy Tiên từng nhiều lần vướng tin đồn bỏ rơi con từ nhỏ. Năm 2023, một tài khoản Facebook Úc tự nhận là người quen khẳng định bà đã bỏ rơi con gái và chỉ tỏ ra quan tâm, yêu thương khi cô đăng quang hoa hậu. Điều này khiến bà vô cùng bức xúc và quyết định lên tiếng nói thẳng. Mẹ ruột Thủy Tiên cho hay bà không muốn tranh cãi đúng sai nhưng với những thông tin thất thiệt với bất cứ ai thì không nên nhìn bề nổi rồi vội đưa ra kết luận. Bà cũng kể lại quá trình nuôi con cực khổ năm xưa như chuyện phải nằm ở trạm y tế suốt 17 tiếng đồng hồ mới sinh ra con gái, một mình chăm con đến 4 tuổi nhưng chưa bao giờ bỏ mặc con giây phút nào. Bà khẳng định mình chăm lo từng quyển vở cây bút, đóng các khoản chi phí ăn học cho con gái, không thiếu thứ gì. Bà gấm cũng chia sẻ thêm về tuổi thơ của Thủy Tiên, lúc lên lớp 10 Tiên bảo mẹ may cho con mấy cái áo mới đi học, con không có áo mới, toàn mặc áo cũ của người ta. Mẹ con tôi từng bị nhà bạn nói là thứ trôi sông lạc chợ. Lúc lên lớp 10, nhà bạn từng kêu tôi đem nó đi. Tôi bảo nó theo tôi rau cháo mẹ con có nhau, nhưng con tôi không muốn làm gánh nặng cho tôi, nên đã cố gắng học tập, làm thêm làm bớt, dọn ra ở riêng để không làm phiền đến ai. Tôi xin nhắc lại là tôi dám đứng trước mặt dòng họ nhà bạn khẳng định rằng tôi chưa bao giờ bỏ con tôi một mình cho người khác lo, kể cả sau khi tôi lấy chồng. Mẹ Thủy Tiên khẳng định. Bài viết này làm nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và càng thương cảm cho tuổi thơ khó khăn của Thùy Tiên. Trước đó mẹ Thùy Tiên cũng từng chia sẻ việc bà bị nhiều người đổ oan là dứt tình bỏ rơi con gái từ thuở ấu thơ, vì thế mà tổn thương tinh thần suốt thời gian dài. Bà gấm khẳng định mọi thứ không như lời đồn, bởi bà luôn dõi theo và lo lắng cho con gái trong thầm lặng. Lộ ảnh cưới Quang Linh Thùy Tiên chuyện gì đang xảy ra? Trong thời gian qua, Quang Linh cùng team Châu Phi trở về Việt Nam để nghỉ dưỡng và giao lưu cùng người hâm mộ. Tại quê hương, anh chàng cũng hội ngộ với hoa hậu Thủy Tiên thời gian dài, cả hai đồng hành cùng nhau khi từ thiện ở Angola. Bất ngờ trên diễn đàn mạng xã hội xuất hiện ảnh cưới của Thủy Tiên và Quang Linh, khiến fan của cặp đôi phấn khích vô cùng. Tuy nhiên bức ảnh này chỉ là sản phẩm Photoshop một tài khoản yêu mến Quang Linh và Thủy Tiên và không có thật. Khi Quang Linh và Thủy Tiên gặp gỡ và thân thiết trong chuyến từ thiện ở châu Phi vào năm 2022, nhiều người hâm mộ liên tục đẩy thuyền vì cả hai được nhận xét đều là trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cho biết cô mong bạn đời là người có tâm có tài, thực sự cho mình cảm giác an toàn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Khán giả cho rằng Quang Linh hội tụ đầy đủ những yếu tố người đàn ông lý tưởng của cô do đó hình ảnh phan chế quang linh và thủy tiên về chung một nhà cũng đủ khiến những ai đẩy thuyền cho cả hai phải siêu lòng tuy nhiên cách đây không lâu thủy tiên cũng làm rõ mối quan hệ giữa mình và quang linh sự yêu mến của mọi người dành tặng là điều cá nhân tiên cảm kích nhưng cũng có những cá nhân cố tình lợi dụng chuyện này để đẩy mọi việc đi theo nhiều hướng tiêu cực khiến những dự định cùng nhau phát triển đều được gác lại đây là việc mình thật sự rất buồn Bỏ qua những điều tiêu cực, trên tất cả chúng mình vẫn sẽ mãi là những người anh em tốt cùng đồng hành trong những dự án cộng đồng kế tiếp. Mong khán giả sẽ luôn yêu thương, ủng hộ team Việt Phi. Hoa hậu Thủy Tiên chia sẻ về mối quan hệ với Quang Linh. Lôi con sức khỏe lao dốc vì đi xuyên Việt, có mặt ở miền Tây, đại náo Cần Thơ. Thời gian qua, thông tin nhóc tỳ 5 tuổi người Angola lôi con được Quang Linh đưa về Việt Nam nghỉ hè khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao vốn là nhân vật được netizen theo dõi từ những ngày ở Angola. Chính vì thế, khi về Việt Nam, mọi nhất cử nhất động của nhóc tỳ đều được dân mạng theo dõi sát sao. Hạ cánh ở sân bay nội bài Hà Nội, lôi con cùng team Quang Linh đã trong trụi các tỉnh phía Bắc khám phá thủ đô. Sau đó, nhóc tỳ được về quê nhà Nghệ An của chú Linh để thăm gia đình, cùng những di tích lịch sử ở đây, cũng như các tỉnh lân cận Quảng Bình. Đi xuống là miền Trung, team Quang Linh Vlog còn đại náo cố đô Huế và thành phố Đà Nẵng. Chấn động nhất là màn hội ngộ với Hoa hậu Thùy Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh khi nhiều ngày liền lôi con đã được Thùy Tiên đưa đi chu du khắp mọi ngóc ngách của Sài Gòn. Với màn hội ngộ Hoa hậu Thùy Tiên, truyền thông trong nước có thể nói là dậy sóng. Loạt khoảnh khắc lôi con đu bám cô Tiên hay câu chuyện đẩy thuyền giữa Quang Linh và Thùy Tiên khiến cái tên của cả hai tràn ngập trên khắp các phương tiện đại chúng. Khán giả từng gặp lôi con trực tiếp cũng hết lời khen cậu bé dễ thương, lễ phép và không ngại giao tiếp tiếng Việt sành sỏi với fan và những người xung quanh. Cũng bởi vì có lịch trình di chuyển xuyên suốt mà lôi con 5 tuổi mới đây gặp phải tình trạng sức khỏe không tốt. Cụ thể trên livestream gần nhất của Quang Linh, nam youtuber tiết lộ lôi con mất giọng, nói không thành tiếng sau chủ ngày trong chuỗi ăn chơi tới bến. Lôi con cũng xuất hiện trên khung hình của Quang Linh, tuy nhiên nhóc tỳ chỉ thều thào. Nhiều fan cũng tỏ ra lo lắng trước tình trạng sức khỏe của lôi con, mong nhóc tỳ mau khỏe để tiếp tục chuỗi hành trình xuyên Việt cùng chú Quang Linh. Hiện tại sau khi bệnh trình chia tay Thùy Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, team của Quang Linh đã có mặt ở miền Tây sông nước địa điểm mà Quang Linh ghé đến là Cần Thơ. Tại đây Lôi Con cũng trải nghiệm hàng loạt những điều mới mẻ mà trước giờ bản thân chưa được thử. Đáng chú ý là khoảnh khắc Lôi Con diện áo bà ba chuẩn người miền Tây khiến dân tình cười hết nấc. Ai nấy đều tỏ ra phấn khích khen Lôi Con dễ thương khi diện trang phục này. Đây được xem là một trải nghiệm đáng nhớ, khó có thể nào quên trong chuyến hành trình về thăm Việt Nam của nhóc tỳ Lôi Con. Lôi Con bắt bẻ tiếp viên hàng không vì gọi chưa chuẩn tên mình lôi con là cậu bé hot nhất ở thời điểm hiện tại mới đây lôi con được quang linh vlog đưa về việt nam chơi thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng thích thú hành trình di chuyển từ angola về việt nam của lôi con và quang linh cũng liên tục được cập nhật những khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé này được chia sẻ nhanh chóng và nhận được nhiều sự quan tâm thích thú từ cư dân mạng mới đây cư dân mạng đã và đang chia sẻ lại dịp lôi con bắt bẻ tiếp viên hàng không khiến nhiều người được phen cười ngớp theo đó cậu bé cùng quang linh di chuyển lên máy bay khi vừa thấy quang linh và lôi con các tiếp viên hàng không đã gửi lời chào đến hai chú cháu một nữ tiếp viên hàng không nhận ra lôi nên chào rằng xin chào lôi tuy nhiên ngay lập tức lôi con bắt bẻ lôi gì cho đến khi nữ tiếp viên hàng không nói đầy đủ lôi con thì cậu bé này mới tỏ ra hài lòng chứng kiến sự đáo để của lôi con quang linh vlog cũng phì cười dân mạng sau khi xem được đoạn clip này cũng được phen cười ngất cư dân mạng trôn trả bình luận về đoạn clip như sau may mà bảo lôi con chứ bảo lôi thôi ông con này lại lườm cho lôi là bố cháu nhé lôi con mới chính chủ nên bắt bẻ là đúng rồi Hé lộ khoảnh khắc hoa hậu Thủy Tiên bịn dịn tạm biệt lôi con, thái độ khi đối mặt Quang Linh Vlog gây chú ý. Dù có lịch trình công việc bận rộn nhưng hoa hậu Thủy Tiên vẫn giữ đúng lời hứa với lôi con khi đưa bé đi khám phá nhiều nơi vui chơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau 5 ngày đồng hành, Thủy Tiên và những thành viên của team Quang Linh Vlog đã tạm biệt nhau vào sáng mùng 6 tháng 5. Quang Linh sẽ tiếp tục đưa lôi con đi chơi, đi dọc Việt Nam, còn Thủy Tiên trở lại công việc. Trên trang cá nhân Thủy Tiên chia sẻ, vậy là chuyến đi của team Việt Phi trong những ngày qua sẽ tạm dừng mong tình cảm anh em mãi khăng khít để có thêm nhiều chuyến đồng hành cùng nhau mới đây một người anh thân cận với quang linh đăng clip quay lại cảnh khoảnh khắc Thùy Tiên chia tay đoàn. Theo đó, Thùy Tiên vẫn thân thiện và chủ động bắt tay chào Quang Linh và những thành viên khác. Hậu làm rõ mối quan hệ, Thùy Tiên và Quang Linh dường như đã thoải mái hơn khi tương tác cùng nhau. Sau nhiều ngày cực dính Thùy Tiên, lôi con lộ biểu cảm buồn bã và lưu luyến khi phải rời xa. Thùy Tiên cũng thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho cậu bé người châu Phi khi răng tay ôm bé vào lòng. Trước khi lên xe, Thùy Tiên còn ngoái lại nhìn lôi con và vẫy tay vô cùng bịn dịn. Khi được Thủy Tiên hôn má tại Angola vào hai năm trước, khi gặp lại cô Tiên tại Việt Nam, lôi con đã xin phép bố nuôi là Quang Linh Vlog để được sang nhà Thủy Tiên chơi hai đêm. Do được Quang Linh chỉ dạy từ bé nên lôi con có thể hiểu và nói được tiếng Việt. Trong năm ngày qua, nhóc thì được Thủy Tiên cho đi chơi ô tô, công viên nước, thăm rừng quốc gia, cắm trại, ăn vặt về hè, đi xe buýt hai tầng, thăm thú ở Thảo Cầm Viên. Thủy Tiên khen lôi con là em bé thông minh, lanh lợi và cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Về mối quan hệ với Quang Linh, Thủy Tiên lên tiếng, thật may mắn khi mình được gặp gỡ và làm việc với những người tử tế và may mắn hơn khi được cả nhà yêu thương và nhớ với tên gọi Team Việt Phi. Từ tận đáy lòng mình, Team Việt Phi luôn là những người anh em và cộng sự tốt của nhau trên hành trình lan tỏa những điều thiện lành tốt đẹp. Sự yêu mến của mọi người dành tặng là điều tiên thật sự cảm kích, nhưng cũng có những cá nhân cố tình lợi dụng chuyện này để đẩy mọi việc đi theo nhiều hướng tiêu cực, khiến những dự định cùng nhau phát triển đều được gác lại. Đây là việc mình thật sự rất buồn. Về phía Quang Linh, anh nhắn đến Thùy Tiên như người bạn thân, hứa hẹn cả nhóm sẽ sớm gặp lại nhau để cùng thực hiện các dự án thiện nguyện.